Dạ vâng, em Hòa xin kính chào quý anh chị cùng quý nhà đầu tư nhé. Và hôm nay Hòa tiếp tục đi săn cho quý anh chị chúng ta được một lô đất nền siêu rẻ quý anh chị nhé. Có bám mặt tiền đường tỉnh lộ 6C này quý anh chị nhé. Mặt tiền đường tỉnh lộ 6C này là 11m sâu đến 121m và 100m² thổ cư quý anh chị nhé. Đó, lô đất của chúng ta là nằm ngay trong khu dân cư đông đúc như thế này quý anh chị nhé. Và địa chỉ của sản phẩm lô đất này thì thuộc xã Ia Hờ La, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Từ vị trí em đứng đây, quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến ủy ban, trường, chợ, cấp 1, cấp 2, trạm y tế. Bán kính chỉ có khoảng hơn 1km thôi quý anh chị nhé, tầm 1,5 km. Và ra đến quốc lộ 14A, ngã ba chợ Phú Quang, rơi vào khoảng 12 km quý anh chị nhé. Và ra đến tuyến xe khách chạy Bắc Nam đó quý anh chị, là ra đến tuyến quốc lộ 14A. Con đường này sẽ thông từ quốc lộ 25 đến quốc lộ 14A và thông sang đến huyện Chư Bờ Đông quý anh chị nhé. Và nối đến đường tỉnh lộ 675. Tiếp nối đường tỉnh lộ 675 là quý anh chị chúng ta di chuyển ra đến quốc lộ 4C và đi về hướng Đắk Lắk. Hướng này là quý anh chị chúng ta đi về hướng Đắk Lắk quý anh chị nhé. Ở đây quý anh chị chúng ta di chuyển đến các xã của thị trấn Chư Bờ Đông. Bán kính chịu khoảng 10 km thôi quý anh chị nhé. Là chúng ta đến các xã của huyện Chư Bờ Đông quý anh chị. Khu dân cư xung quanh lô đất của chúng ta đây. Toàn nhà mái thái rất là to như thế này quý anh chị nhé. Và bây giờ em Hòa sẽ chỉ danh đất cho quý anh chị chúng ta cùng xem nhé. Bám theo cái trục đường tỉnh lộ 6C rất là thẳng, rất là đẹp như thế này quý chị nhé. Là 11m quý chị. Đây, theo hướng tay của em nhé. Đây quý anh chị này, theo cái cọc gỗ này. Đó, theo cái cọc gỗ này bao hết sang phía bên này. Đó. Bao sang đến tầm cái cây này quý chị, đến cái cây này. Đó. Là 11m. Chiều sâu là lên đến 121m quý anh chị nhé. Bình thường đất nền thì khoảng 30-50m thôi chiều sâu, nhưng mà lô này là 121m và đã có 100m² thổ cư rồi quý chị. Diện tích trong sổ quý chị nhé, bề ngang trong sổ là được 11m8, nhưng mà bây giờ gia chủ bán chỉ có tính 11m thôi, và với mức giá bán mà gia chủ mong muốn chỉ có 29 triệu trên 1m ngang thôi quý anh chị nhé. Chúng ta nhân với 11 là ra 320 triệu cho tổng lô đất này quý anh chị nhé. Mức giá này thì gia chủ sẽ bao toàn bộ chi phí và bớt lộc cho quý anh chị nào chúng ta thiện chí quý anh chị nhé. Hiện tại thì thế đất là khá là bằng phẳng quý anh chị nhé, khá là bằng phẳng đây quý anh chị này. Khá là bằng phẳng. Đó. Và nó thấp hơn đường một chút xíu thôi quý anh chị nhé. Thấp hơn đường độ khoảng 20 phân thôi quý anh chị, 20 phân thôi. Ranh giới nếu quý anh chị chúng ta mua thì gia chủ sẽ cắm ranh giới nhé, rõ ràng cho quý anh chị chúng ta nhé. Từ bên này hắt qua là 11m, chạy sâu lên đến là 121m, một lô đất rất dài rất đẹp này quý anh chị chúng ta mua về thì đầu tư rất là hợp lý này, rất là đẹp quý anh chị nhé. Hiện tại lô này là giá rất là mềm trong cái khu vực như khu vực tuyến đường này được quý anh chị nhé. Lô này gần dân cư, gần tiện ích, gần trường chợ, khu dân cư này quý anh chị này. Toàn những nhà mái thái rất là to quý anh chị nhé. Đó. Đây quý anh chị chúng ta đầu tư rất là hợp lý lô này. Trục đường tỉnh lộ 6C quý anh chị nhé. Thông liên huyện luôn quý anh chị nhé. Liên huyện. Con đường tỉnh lộ 6C này là được quy hoạch rộng 25m quý anh chị nhé. 25m. Lô đất của chúng ta là hướng này. Hướng này là hướng Tây Nam quý anh chị nhé. Hướng đất hướng Tây Nam. Và bây giờ để biết rõ hơn về lô đất này từ trên cao thì bây giờ mình sẽ quay video flycam để quý anh chị chúng ta cùng nắm bắt nhé. Và em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi video của em, sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất Chúng Em. Em xin Hòa xin cảm ơn quý anh chị ạ.